cho anh em. Nay tiếp tục lên một siêu phẩm cho 67 nha anh em. Gen 12 tay 3, còn gọi là gen đông thì còn gọi là tự do nha anh em. Rồi anh em mình lướt xuống phần mô tả bên dưới nha, và sẽ có cái đường link để anh em tham gia vào kênh hội viên nha anh em. Thì 54 đầu chưa vệ sinh. Xúc bắp 24-27. Lòng giả zin. Gù cao 7 đi nha anh em. Rồi, chính xác đây là cái bài gen đông 54 12 tay 3. Đầu nhỏ luôn nha anh em. Rồi, xúc bắp của em nó là 24-27. Ok anh em, với kết hợp với đầu lòng, đầu nhỏ, lòng giả zin nhỏ nha anh em. Rồi, giải pháp im dịu và luôn uy lực cho anh em, đó là bình bông. Đây, một cục máy là sẽ nói về chất lượng ha.
Còn về vấn đề bên ngoài là màu của em nó là theo thời gian, không sơn phết. Rồi, tới đây siêu phẩm em nó đã hoàn thành. Thì tiếp theo là đưa em lên bệ nha anh em. Rồi anh em chúng ta cùng anh em chúng ta cùng xem em bật khóc chào đời như thế nào nha anh em. Đây là bô đam nha anh em, còn gọi là súng nha. Rồi ok anh em, em đã được nằm chiếm chạy trên bệ rồi nha anh em. Đây, đây cây súng của em nó. Rất là ngầu luôn nha anh em. Rồi, không chần chừ nữa, cho em nó vô đây. Đây, cho bật khóc vào đây. Em đã bật khóc chào đời nha anh em, vừa tức thì luôn, đây là sự thật, vừa tức thì luôn nha anh em, một phát một là nhuyễn luôn à. Bô súng luôn luôn rất là kích thích nha anh em, rất là tê tái. Gan ti thôi là nghe tê tái rồi anh em ơi. Chào bơm nhớt nha nè. Okay, luôn em ơi. Rồi, ok anh em.
Đây là nước rau đay đầu tiên. Tấn sẽ để cho em nó đúng 1 tiếng rưỡi như thường lệ nha anh em. 1 tiếng rưỡi cho trơn chu đi đã rồi lúc đó mới tính chuyện em nó nha. Rồi ok anh em. Em nó đã được 1 tua rô đay 1 tiếng rưỡi nha anh em. Rồi bây giờ em nó đã được cho nguội và canh chỉnh sơ của tua máy đầu tiên. Và tiếp theo bây giờ là sắm vài ống ga với em nó nha anh em, để anh em mình cùng nghe chơi. Thì những cái bài này là Tấn cũng lên nhiều rồi, thì anh em cũng biết quy luật của em nó rồi. Bình bông bô súng nha anh em, còn gọi là bô đam, rất là tay. Rồi qua cầm đi, tao làm vài cái à. Thời gian anh em nha, để mình tranh thủ luôn vài cái cho em nó. Dám làm quá nha anh em, vài cái thôi với một ống nhẹ thôi nha anh em. Như thế thì anh em mình cũng nghe rồi, rất là tê. Rồi em nói chính thức là 12 ly 54 nha anh em. Linh binh rất là tơi nha anh em. Rồi Tấn tiếp tục xong kịp cục máy Tết cho anh em, kịp cái trước Tết cho anh em. Thì clip tới đây thì cũng đã hoàn chỉnh từ đầu, từ cây dên và xong hoàn thành như thế này cho anh em mình xem từ trong ra ngoài. Thì clip nào cũng luôn đầy đủ, không thể thiếu được nha anh em. Thì mỗi cái clip là mỗi quy luật 54 thì có rất nhiều bài 54 nha anh em, chứ không phải là chữ 54 là có bài 1 nha anh em. Cho nên Tấn là chuyên hệ 54 thì 54 đối với Tấn để phân ra rất là nhiều bài nha anh em. Rồi với cái bài dân đôn 12-54 này mà kết hợp đi bình bông với bô súng thì em nó sẽ rất là bậm trận ở ngoài đường phố nha. Rồi cái clip tới đây là cũng hoàn thành rồi. Bây giờ Tấn đã làm cho anh em nhẹ vài ống ga để anh em mình nghe nhẹ chơi cái quy luật.
tự do đường phố 54 của 67 của em nó. Thì bây giờ tiếp theo là Tuấn cho em nó nổ thêm một tô rô đai 1,5 tiếng nữa nha anh em. Sau khi nổ xong một tô rô đai 1,5 tiếng này nữa là Tuấn sẽ canh chỉnh mọi thứ như canh cò, canh xăng, canh lửa này kia nọ hết và giao cho anh em về. Thì giao cho anh em về thì cũng như thường lệ Tuấn hay dặn trong những clip trước là anh em gác lên xe xong anh em phải rô đai, tiếp tục rô đai em nó một bình xăng lớn. Một bình xăng là cho coi như là có 3 lít xăng đi. Là một bình xăng đầu tiên là anh em mình đi trong vòng 5 km đổ lại, không đi xa hơn. Liên tục 5 km là phải ngưng, không đi xa hơn. Để cho máy mình được nghỉ, tại vì 5 km đó là máy mình nó đang rất là nóng, của đồ đang rất là giãn. Nó cần anh em mình cho nghỉ để chi đồ nó chai cứng lại. Đó là tư thế rô đai là như thế nha anh em. Nhiều lần nó chai cứng giãn nở, và nhiều lần giãn nở rồi và sau đó nó sẽ không còn giãn nở nữa, là có nghĩa anh em sẽ hết rô đai. Thì một bình xăng đầu tiên là 5 km đổ lại. Bình xăng thứ hai anh em sẽ đi xa hơn 10 15 cây. Đó, anh em càng kỹ thì cục máy mình nó sẽ càng ok về sau nha. Đó, sau khi anh em đi một bình đầu, một bình xăng đầu và hai bình xăng sau, tổng cộng là 3 bình xăng, thì cục máy anh em đã trở lại một cục máy bình thường để cho anh em mình sử dụng nha. Thì nói chung anh em mình đừng có gấp, 3 bình xăng anh em mình đi chia ra chắc trong vòng 2 tầng 3 tầng là xong rồi nha. Cho nên anh em mình cũng đừng gấp để cho cục máy mình thật là tốt nha anh em. Rồi, tới đây Tuấn xin tạm dừng cái clip nha anh em, để chuẩn bị canh chỉnh giao về cho anh em. Thì Tuấn xin chúc anh em, tất cả anh em gần xa mọi miền Tổ quốc thật nhiều sức khỏe nha, và một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc nha anh em. Rồi, Tuấn xin chào và hẹn lại anh em với những clip sau. Nếu có clip gì Tuấn vẫn up lên cho anh em mình xem nha. Hiện thì Tuấn đã nghỉ rồi, cửa Tuấn không mở. Đó, để dọn dẹp mọi thứ. Tết tới rồi, ai cũng phải như thế hết. Rồi, Tuấn xin chúc anh em mình thêm một câu nữa là mùa Tết này thật thành công luôn nha anh em. Rồi, trở về với cục máy thì với bô đam với lại bình bông thì em nó sẽ rất là bậm trợn ngoài đường phố rồi nha anh em.